Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Nhiều anh em đến bây giờ vẫn còn có cái suy nghĩ đấy là điện thoại của Samsung thì sẽ bị tụt giá cực kỳ nhanh, rồi sau đó đâu tầm 2-3 năm là nó lát, nó giật, rồi là nó không dùng được, rồi giá lúc này chỉ có khoảng vài triệu, 5-6 triệu các thứ thôi. Nhưng các bạn nhìn đi, đây là Samsung Galaxy S10 Plus bản Hàn Quốc với cái mã đây là G975N đang được bán tại XT Mobile. Máy 99%, tức là máy nó có thể nói là hình thức cực kỳ mới luôn đấy. 8.390.000. Bây giờ chúng ta đã có Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra. Sản phẩm này ra mắt được hơn 2 năm trời rồi và hiện tại bây giờ giá nó vào khoảng tầm 8.400.000. Đặc biệt đây các bạn thấy màu hồng này, màu hiếm này, 10.390.000, chắc cái này không có hàng. Giá màu đen 8.390, giá màu trắng như máy mình đang có ở đây 8.790. Đấy. Thế thì nó có thực sự bị sụt giá nhanh như cách nhiều anh em vẫn hay nói hay là không? Và liệu sau khoảng 2 năm thì nó có bị lác giật và nó bị chậm đi nhiều giống như là các anh em vẫn còn đang nói hay là không? Thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút về Galaxy S10 Plus. Ở với mức giá tầm 8 triệu như vậy thì các bạn có nên mua nó hay là không? Thì đây sẽ là những cái chia sẻ của mình một cách kỹ hơn về cái điện thoại này. Bắt đầu nhá. Let's go. Rồi, chúng ta sẽ nói về thiết kế trước đã. Thì cái điều duy nhất mà mình không ưng trên con S10 Plus này chắc chắn nó chỉ đến từ cái vấn đề ở đấy là camera selfie mặt trước mà thôi. Nó sẽ là cụm camera hai ống kính dài, to, chiếm diện tích mặt trước khá là nhiều. Còn một vài thứ khác, ví dụ như viền bên dưới vẫn còn hơi dày các thứ, thì đấy là những thứ mình chấp nhận được. Tại vì dẫu sao nó cũng là một cái điện thoại ra mắt cách đây khoảng 2 năm trời rồi. Và Samsung đương nhiên sẽ phải giữ lại những cái thứ gì đó xịn sò nhất cho những thế hệ gần đây. Ví dụ như là S21 Plus, S21 Ultra, các bạn có thể thấy viền rất mỏng, nhưng cái này thì nó sẽ bị dày hơn một chút xíu. Nhiều người sẽ nói rằng giới hạn về công nghệ thì đó cũng chỉ là một phần, quan trọng là cái form thiết kế thì Samsung vẫn luôn giữ thực sự rất là cao cấp, xịn sò như thế này. Rồi, điều tiếp theo là cái thiết kế phía mặt lưng. Thì nói thật, đây vẫn là cái thiết kế mà mình thích nhất của Samsung từ trước cho đến nay. Cụm camera đặt nằm ngang, ba ống kính, không quá thô, không quá to, không quá lồi. Đây, các bạn để thấy một chút xíu, nó chỉ lồi có một chút ít thôi. Lồi rất ít. Thế nên kể cả các bạn đặt trên mặt bàn như thế này, nó cũng không hề bị cập kênh gì cả. Trải nghiệm sử dụng cực kỳ sướng trong những cái tác vụ hàng ngày mà các bạn sử dụng. Và đương nhiên kể cả các bạn có muốn đeo ốp này, đeo ốp thật mỏng này, thậm chí các bạn dán skin, dán da lên thôi, thì nó cũng đã có thể bảo vệ rất tốt được cái cụm camera này, thay vì cái việc cứ phải sử dụng những cái ốp rất dày giống như kiểu là S21 Ultra mà mình đang sử dụng. Đó, vấn đề camera lồi lên thì chúng ta đã bàn quá nhiều rồi, mình không cần phải nhắc đến nữa. Và cái kiểu đặt nằm ngang như này, thiết kế mặt lưng thì nó là cực kỳ đơn giản, clean, đẹp không các bạn? Màu này nó là còn cực kỳ ấn tượng nữa, nghiêng nghiêng sang màu ngọc trai, màu xanh xanh ánh ngọc một tí xíu này. Được, đúng không? Rồi khung viền của chúng ta bóng bẩy đẹp, bằng nhôm, nhìn cũng ok, cảm giác cầm nắm trong tay quá ổn. Vậy các bạn nghĩ sao? Hay thậm chí với cái thiết kế mặt trước này thì chúng ta cũng có vân tay nhúng bên trong màn hình dạng siêu âm, thì đây cũng là cái vân tay siêu âm đầu tiên mà Samsung trang bị. Thực tế mà nói thì nó nhẹ hay không, nó nhanh hay là không, và nó có ổn định hay không thì thế hệ đầu tiên mà bao giờ cũng gặp khá nhiều vấn đề. Trước đây mình dùng S10 Plus thì mình đánh giá rất cao về vân tay siêu âm này, tốc độ nhận rất là nhanh, nhưng có rất nhiều anh em đã chia sẻ nó không nhanh giống như là vân tay điện dung thông thường. Thì mỗi người một cái trải nghiệm, và mình vẫn phải khẳng định là nó vẫn là một trong những cái công nghệ bảo mật hàng đầu hiện nay, mang lại một thiết kế nó cũng đẹp đấy chứ, đúng không các bạn? Rồi, đi vào đến những cái yếu tố khác, đó là hiệu năng. Thì mình phải sâu lên luôn cái điểm này. Thì cái phiên bản mà mình đang test ở đây là sử dụng Exynos 9820, bởi vì nó đến từ thị trường Hàn Quốc, tương tự hoàn toàn như là máy chính hãng ở thị trường Việt Nam. Và ở thời điểm này thì nó còn khoảng tầm 344.000 điểm AnTuTu. Nếu nói cho đúng ra thì nó sẽ yếu hơn so sánh với Snapdragon 855 cùng thời. Nhưng vấn đề ở chỗ đấy là những cái tác vụ phổ thông hàng ngày như thế này thì các bạn có bị chậm hay là không? Thì mình phải khẳng định luôn một điều, đấy là nó không hề chậm. Nó vẫn có thể đáp ứng được rất tốt những cái nhu cầu các bạn sử dụng những cái ứng dụng văn phòng đơn giản, kể cả các bạn có chơi game thì những tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile, mình vẫn có thể khẳng định là nó vẫn có thể đáp ứng được rất tốt nhu cầu chơi hàng ngày của các bạn. Điều này đồng nghĩa là nó không hề bị chậm đi, mà có chăng là những cái phần cứng mới hơn được update rất nhanh, tốc độ nó càng ngày càng trở nên nhanh hơn. Thế nên các bạn có một cái cảm giác đấy, những sản phẩm như này nó bị chậm đi mà thôi. Nhưng thực tế nó có bị chậm đi hay là không thì câu trả lời của mình đó là không. Đặc biệt là Samsung cũng rất siêng cập nhật những sản phẩm của họ. Ví dụ như hiện tại mình cũng đang có một phiên bản cập nhật này, bản vá bảo mật ngày 1 tháng 3 năm 2021. Tức là bản vá này mới có cách đây có vài ngày thôi, Samsung đã ngay lập tức cập nhật cho những thiết bị của họ.
Điều này đồng nghĩa là Samsung không hề đem con bỏ chợ và cũng cập nhật những cái sản phẩm của họ rất lâu. Nên các bạn có thể yên tâm để chúng ta sử dụng cái điện thoại này ít nhất là trong 1 năm tới, thậm chí là 2 năm tới nữa cũng đều vẫn ok về các mặt trải nghiệm. Và đương nhiên khi mà chúng ta đã có những phiên bản phần mềm mới, ví dụ như là Android 11, One UI 3.0, thì các bạn cũng sẽ có tất cả những cái tính năng xịn sò giống như những dòng sản phẩm cao cấp hơn, ví dụ như là quay video chuyên nghiệp này. Đó, thì các bạn cũng có thể nhận ra được cái giao diện quen thuộc, súng âm thanh này, chọn được kênh âm thanh này, OMI có dây hay là thậm chí là thu âm thông qua Bluetooth. Đây đều là những cái tính năng mà trước đây được quảng bá rất nhiều trên những dòng sản phẩm cao cấp nhất như là Note 20 series, bây giờ cũng đã có đầy đủ hết trên những thiết bị như thế này. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hay nói về cái màn hình này thì nó là Dynamic AMOLED, nó có độ phân giải là 2K+, nó có tần số quét là 60Hz và cái trải nghiệm hiển thị của nó thực sự vẫn quá tuyệt vời. Hay với dung lượng pin là 4100mAh kèm với sạc nhanh, hơi đáng tiếc chỉ là 15W, nhưng nó cũng có đầy đủ những thứ khác ăn chơi như là sạc không dây này, như là tiêu chuẩn kháng nước này, thì nó cũng là những cái điểm cộng nhỏ nhỏ để các bạn có thể yên tâm để chúng ta trải nghiệm và sử dụng. Có chăng là với dung lượng pin thì chỉ là 4100mAh thì sản phẩm này sẽ rất khó để cạnh tranh với cái thời lượng pin sử dụng thực tế so sánh với rất nhiều những mẫu điện thoại có pin đâu đó tầm khoảng 5000, mà quan trọng là còn được tố pin rất tốt ở thời điểm hiện tại. Nên rõ ràng pin cũng là một thứ mà mình hơi tiếc nhẹ trên cái điện thoại này. Nhưng bù lại một vài những thứ khác, nó có jack cắm tai nghe 3.5mm này, nó có loa stereo này, và đặc biệt nó là Samsung thì tìm phụ kiện các thứ hay là cái trải nghiệm sử dụng với One UI mà nó mang lại thì thực sự vẫn rất là ok. Đặc biệt với máy Hàn Quốc, các bạn cũng sẽ có luôn tính năng game của gọi ở đây để giúp các bạn có thể sử dụng phục vụ cho công việc một cách tốt hơn. Thì đó cũng là những cái điểm cộng nhỏ nhỏ để các bạn suy nghĩ đến. Nói chung á, đây là một trong những sản phẩm mà mình khẳng định là giữ giá cực kỳ tốt của Samsung. Khi khoảng 2 năm trời rồi mà hiện tại giá nó vẫn mất mé tầm khoảng gần 10 triệu Samsung Galaxy S10 Plus. Và bên cạnh chiếc Galaxy S10 5G thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn thực sự rất là đáng giá. Đấy là mình còn chưa kể chất lượng camera của nó thực sự vẫn rất ngon. Camera selfie cực kỳ ổn định, quay video cực kỳ sướng, có luôn cả autofocus camera selfie cơ mà. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phím dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên check giá tại XT Mobile cho S10 Plus cũ. Nhưng mà lưu ý, đây là máy Hàn. Còn nếu như các bạn muốn có gaming ngon hơn, đã hơn thì hãy lựa chọn máy Mỹ nhé. Lưu ý. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.